và Thu Hương chào mừng các bạn đến với chương mục hồi đáp số 253. Hồi đáp 253 câu hỏi đầu tiên chắc là của một bạn học sinh. Một bạn học sinh, bạn có một cái chế độ tập luyện đang theo dõi Lean Body của anh Duy nhưng mà... Học sinh mà chơi Lean Body rồi hả? Chế độ tập luyện Lean Body nhưng mà có thể là thời khóa biểu của bạn hơi dày đặc cho nên bạn đã đặt một câu hỏi như sau. Em văn chương nhỉ nhỉ? Em có thêm một câu hỏi dành cho anh là ví dụ như em đang tập giãn Lean Body một tuần 5 buổi mà trong năm học em chỉ có tầm 3 đến 4 ngày tập gym. Vậy thì giải quyết sao anh? Lúc đó chuyển qua giãn tăng cơ 3 buổi một tuần có tốt không? Em cảm ơn. Tốt quá bạn. Chuyển qua giãn tăng cơ 3 buổi một tuần là phù hợp rồi. Không có cái gì mà khó khăn ở trong câu hỏi này. Học sinh đó thì tập Lean Body xem ra nó hơi nặng ha. Đi học cũng nhiều nữa, mà theo cái thời khóa biểu là có 3 tới 4 ngày thì nó không đảm bảo được cái giáo án này. Thì tốt nhất nên chuyển qua giáo án tăng cơ 3 buổi tuần. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi hỏi về dòng sản phẩm của MetRx. Xin chào anh Duy và chị Hương, cho em hỏi các mặt hàng Multivitamin Fish Oil CLA, L-carnitine có bán không mà không thấy trưng bày trên THOL. Em chỉ thấy anh Duy giới thiệu công dụng và cách dùng thôi chứ không thấy bán, em xin cảm ơn. Từ từ bán bạn ơi. Tại vì nó nói rồi trong cái chương mục phát đáp trước là Duy chưa có tiền trả cho nó không có bán. Bạn đợi chừng nào Duy có tiền Duy trả cho nó đi rồi nó sẽ bán, và Duy nghĩ là 2 tháng nữa sẽ có. Câu hỏi 2831. Chào Thể Hình Online, chị Thu Hương và anh Duy Nguyễn. Anh Duy cho em hỏi, từ trước tới giờ khi tập những bài lưng và xô thì kéo thanh đòn và vào em hít thì khi kéo thanh đòn vào em hít vào, khi thanh đòn ra xa thì em thở ra, liệu có đúng không? Hôm trước có người nói em hít thở như vậy là bị ngược. Sau đó em thử tập theo kiểu kéo thanh đòn và vào mà thở ra thì em thấy rất đuối, cảm thấy không có sức mà kéo đành phải hạ khối lượng tạ rất nhiều. Sau đó em lên mạng xem lại thì nhiều người nói nguyên tắc hít thở trong thể hình là dùng lực, tức là khi cơ co, khi co cơ thì thở ra, giãn cơ thì hít vào, tức là em đã tập sai. Còn trong một bài viết anh Duy nói bắt đầu động tác thì hít vào và kết thúc thì thở ra, như vậy là trái ngược nhau. Em không biết thế nào mới đúng, mong anh Duy phân tích. Ngoài ra còn hai bài dumbbell raise và tập vai và hanging leg raise, tập bụng em tập đều ngược so với nguyên tắc trên. Anh Duy có thể chỉ cho em cách tập đúng hay không? Em xin cảm ơn và chúc anh chị ngày càng khỏe đẹp, có nhiều video hay cho cộng đồng gym. Rồi thì cái nói chung là cái ngày xưa không biết là Thu Hương có coi phim kiếm hiệp không ta? Có coi nhưng mà coi ké à? Có coi phim là gì? Trung Nguyên Tiêu Cục không? Không. Không có hả? Nó nói coi ké là sao mà coi hết rồi? Trung Nguyên Tiêu Cục nói về cô gái Triệu Uyển Linh đó. Cô gái Triệu Uyển Linh là tam tiểu thơ của một gia đình bảo tiêu. Thì có hai anh chàng võ công rất là cao. Võ công nói chung có ba anh, là anh kia hơi già chút xíu, kêu là Hồ Thổ. Ông này hơi trùm mà võ công cao lắm. Còn hai người kia là trẻ đẹp, đẹp trai, ga lăng, đi theo tán tỉnh hoài mà không dính. Thì hai người này, một người là Tư Mã Vô Tình, một người là Âu Dương Vô Địch. Tư Mã Vô Tình thì có gì? Tư Mã Vô Tình tam tuyệt trảm gì đó. Vô tình là không có bị siêu. Cái tên đó là vậy thôi đó, cái tên gọi là hiệp khách trong giang hồ vậy đó. Anh nhớ không lầm, anh coi phim này có 20 năm có rồi đó, gần 20 năm rồi. Hình như là Tư Mã Vô Tình có chiêu là tư gì vô tình tam tuyệt trảm gì đó là tuyệt chiêu. Còn Âu Dương Vô Địch á thì có cái chiêu là cái gì Âu Dương Nghịch Kiếm là tuyệt chiêu. Thì cái Âu Dương Nghịch Kiếm đó là đánh cái gì cũng ngược với người ta hết á, tức là hành động rất là ngược, đánh cái gì cái chiêu thức gì đó cũng ngược với cái sự bình thường của người khác hết. Thì anh nói như vậy để dẫn qua câu chuyện của bà này tập đang bị hít ngược. Bạn này là theo trường phái của Âu Dương Vô Địch nè. bà đang hít ngược nha, không có cái gì là mâu thuẫn cả. Đôi khi vấn đề bạn hiểu chưa có tới thì bạn sẽ cảm thấy nó mâu thuẫn. Để giải thích về nguyên tắc hít thở trong thể hình thì có rất là nhiều cách hít thở khác nhau. Bây giờ á, nguyên tắc hít thở đó chưa đúng khi bạn tập với khối lượng tạ tương đối nặng. Như nói rồi, tạ nhẹ thì không có bàn luận gì cả. Tạ nhẹ bạn hít thở theo một cái trường phái gọi là tự nhiên môn. Muốn hít sao hít ra. Muốn hít sao hít ra. Ví dụ giờ Thu Hương tại Thu Hương tập tạ đúng không? Thu Hương ép ngực, Thu Hương ép con cục và Thu Hương à. Vẫn bình thường chả chết ai cả. Miễn sao oxy nó cung cấp đủ thôi.
Oxy trung cấp đủ trong hoạt động đó thôi. Nên mình là không bình có thường. Gò bó mình đó. Thì Duy nói như vậy, bạn nào cãi thì Duy phân tích tiếp. Bây giờ nói về chạy bộ, bạn có nguyên tắc hít thở không? Bạn có nguyên tắc là khi bước cái chân nào lên thì bạn hít, khi bước cái chân nào xuống bạn thở không? Không có. Lúc đó thì bạn sẽ hít thở. Họ nói sao đi chạy bộ nó vất vả quá, đi bộ đi. Có nguyên tắc hít thở không? Chân trái hít hả? Chân phải thở hả? Không hề có nguyên tắc đó. Lúc đó cơ thể mình cứ hít thở đều đặn để cung cấp oxy cho cơ thể. Đó là cái hoạt động nhẹ, hay mình còn gọi là hoạt động hiếu khí, hoạt động aerobic. Đó. Còn bây giờ đi qua hoạt động của thể hình là hoạt động nặng, đúng không? Thì hít thở nó có những cái nguyên tắc của nó sau đây. Thứ nhất á, là nếu mà xét về cái độ co và độ giãn của cơ thì như bạn hồi nãy bạn tìm hiểu là đúng. Và Duy cũng đã nói ba cách hít thở như vậy. Cơ co, tức là ép cái cơ lại á, thì là như thế nào? Bắt buộc là phải đẩy khí ra thì mới ép được. Nhớ nha, ép cơ vào phải đẩy khí ra, thì đẩy khí ra là thở ra. Tức là tại cái điểm mà cơ co nhất thì bạn thở phù ra. Và ngược lại, khi mà cơ giãn thì bạn hít vào. Nhưng mà cái chỗ đó nó cũng nó sẽ không đúng, không rõ ràng. Không rõ ràng chỗ này, ví dụ như giờ đúng không? Cơ đẩy ngược đi. Đây cơ co đúng không? Cơ co lại đây thở đúng rồi. Rồi nhưng mà cơ giãn đúng không? Cơ giãn là tới đây, không lẽ tới đây nó hít vô. Vậy thì cái quá trình từ đây xuống đây nó lại gì? Đó, nó không ổn ở chỗ đó. Thì cái về nguyên tắc là cơ co hít. Anh nói điếc, anh cũng bị lẹo luôn rồi. Cơ co là thở ra, cơ giãn là hít vào, đúng không? Thế nhưng mà mình bạn hiểu cho nó đúng. Nó hiểu cho nó đúng ở chỗ là bạn chỉ cần xác định cái lúc thở ra là được. Lúc thở ra là lúc quan trọng. Khi thở ra xong thì mình hít vào, đơn giản vậy thôi. Đó, như vậy thì mình có một cách giải thích khác để cho nó bù lại cái khuyết điểm của cái giải thích hồi nãy. Như nói là cái quá trình từ đây tới đây là gì, từ trên xuống dưới đây là gì, không thở hít gì hết, nó là gì đó. Thì ta nói bắt đầu động tác là hít vô, kết thúc động tác là thở ra. Như vậy khi nào bắt đầu động tác, khi nào kết thúc động tác thì em phải xác định cho nó rõ. Một động tác là một chu kỳ. Một chu kỳ là gì? Tức là một vòng tròn khép kín thì nó mới là một động tác, chứ không có chuyện mà đây xuống tới đây là một động tác chưa đủ, nó phải lên ngược trở lại nó mới là một động tác. Đó, ví dụ như bây giờ tập tay trước, cục tạ nằm ở đây đúng không, lên tới đây chưa là một động tác nha, nó phải nhả xuống tới đây nữa thì nó mới là một động tác. Như vậy bắt đầu động tác là hít vô, phải là vị trí này bắt đầu không, hít vô lên tới đây mặc dù là chưa phải kết thúc mà lúc này cơ co nè, là bạn phải thở ra. Đó. Nhưng mà cái nhịp thứ hai là bạn hít vô đâu? Hít vô lúc ngay chỗ cái tay này nó xuống nè. Bạn tưởng tượng đi. Cái đầu tiên thì nó khác mà cái thứ hai nó sẽ khác. Cái đầu tiên thì đương nhiên là tạ bắt đầu nằm đây thì bạn hít vô. Rồi. Rồi bắt đầu nhả tạ xuống là bạn hít vô lại nè. Vậy cái điểm cuối cùng như đây là điểm yếm khí. Đó, cuối cùng với đây là điểm yếm khí, không hít không thở gì hết. Vậy mà kéo xô. Giờ kéo xô cao quá, minh họa đây đụng bóng đèn ơi. Kéo lưng đi ha. Kéo lưng đúng không? Bắt đầu phải là vậy không? Hít vô, kéo phục vô đây, thở ra. Đúng không? Rồi tại đây, bắt đầu mình đi vô nè. Đi vô là mình hít vô nè. Yếm khí là tại đây. Đó. Và bao giờ là cái vị nó phải có một vị trí nó yếm khí. Rồi khi mà cơ, bạn chỉ cần nhớ một cái nguyên tắc. Khi mà cơ co vào, tức là cơ nó ép vô bằng thở ra. Rồi ngay cái thở ra nó hít vào liền. Đó. Động tác nào cũng vậy thôi. Bây giờ bụng đúng không? Bụng thì không minh họa được, bụng sao giờ? Bụng ngồi đây khó minh họa quá. Còn bài nào khác không? Thường thường là cái bài kéo xô là các bạn sẽ khó hình dung hít thở nhất. Tại vì nó ngược. Bạn tập bạn quen với cơ chế press, nhưng bài đẩy bạn sẽ hình dung rất là tốt. Qua cái bài kéo nó ngược với bài đẩy, bạn hít thở bị ngược liền. Đó. Thì bạn không cần phải quan tâm là có những cái cách hít thở nói theo ba kiểu, là xét vào lồng ngực cũng có nữa. Đó. Khi xương lồng ngực như thế nào thì thở ra, khi xương lồng ngực như thế nào hít vào, khi cơ như thế nào thở ra thì cơ nó khi nào nó hít vào, và khi bắt đầu và khi kết thúc, ba cái đó cái nào nó có cũng có một cái khuyết điểm sai hết đó. Bạn phải chỉ cần quan trọng nhất là cái lúc mà cơ ép vào là bạn thở ra mạnh, rồi sau đó hít vào từ từ. Đó, bạn chỉ cần hiểu vậy là thôi, là bài nào mà làm cũng đúng hết á.
ba chữ quan trọng nhất là cơ ép là thở, cơ ép bắt buộc phải thở, cơ ép mà hít đó là Âu Dương vô địch đó. Thu Hương hiểu không? Hiểu. Hồi xưa Hương mới tập, Hương cũng theo trường phái là tự nhiên môn, tập nhẹ mà. Hồi đó Hương khi mà Hương mới sinh xong tập rất là nhẹ, tập chơi chơi à. Và sau này tập nặng thì bắt buộc là phải thở đúng. Rồi giờ bài gánh đùi là bài squat nè. Giờ mình không hình dung động tác, mình tưởng tượng trong đầu mình, động tác nằm trong đầu mình, hít khi nào, thở khi nào. Thì thở thì lúc mà mình lên á, là mình thở ra. Rồi. Còn lúc mà hít là bắt đầu mình gồng cái cơ mông. Lúc đầu á là mình từ chờ xíu để em hình dung coi. Lúc mà hít vào nó sẽ là cái lúc mà anh bắt đầu ở cái tư thế mà cái đùi anh nó song song sàn đó. Không được, em nếu mà em hít như vậy động tác em nó sẽ không tập được, nó sẽ rất hít là vướng. Bắt đầu từ cái lúc mà bước vào để cái bắt đầu mà bước vào mà để gáy bắt đầu động tác á. Đúng rồi, em phải hít vào cái lúc mà em bắt đầu xuống. Để em mình dùng đó. Là cái tư thế thứ nhất là mình sẽ vào mình đặt cái ba bèo lên gáy mình. Rồi. Đúng không? Bắt đầu mình. Rồi, xong bắt đầu mới gồng cơ chân. Đúng rồi, phải gồng. Có khí trong người mới gồng được. Hít vô. Đó. Rồi, xong rồi bước ra, lùi ra một hai bước. Đó, xong bắt đầu mình gồng cơ mông, cơ đùi sau. Không, anh nếu mà em tập như vậy á, tập nhẹ thì anh không vào, nhưng mà với cái tập mà em hít xong em nín thở em bước ra sau rồi mới xuống động tác thì cái hơi nó quá dài, em tập không nổi. Thì cái động tác từ cái lúc mà tháo cái cây đòn ra khỏi cái rắc đó, thì nó kệ nó đi, quan trọng là hít thở đó. Em hít thở bình thường. Ừ, lúc đấy hít thở bình thường. Trừ khi nào mà em lúc bắt mà đầu bắt đầu bắt đầu chuẩn bị tinh thần là bắt đầu xuống á. Ừ. À, hít vô. Đúng. Xuống đến nơi xong là bắt đầu. Là nguyên cái quá trình đó em phải giữ khí trong người. Rồi xong rồi lúc lên là em mới thở ra. Đúng. Em phải giữ khí trong người thì mới gồng được. Đó. Khi lên cái thùng tác thở phục ra xong rồi chuẩn bị cái rep tiếp theo á là hít vô liền. Tức là cái khí nó phải giữ nguyên cái rep đó. Nó chỉ được trao đổi khí vào cái thời điểm đầu và cuối cái rep thôi. Có lẽ là bạn này bạn mới tập cho nên là bạn chưa có hình dung được. Khỏi có mới tập cho tập 10 năm mà không hiểu vấn đề, anh hỏi cắt cớ một cái vẫn trả lời sai liền. Nhưng mà khi mà tập thời gian là tự nhiên vô là hít thở đúng à? Tự nhiên vô hít thở đúng. Thì đúng, cái đó là thói quen, không sai được. Thói quen là khi mình tập lâu là không bao giờ sai được. Bởi vậy, bất kỳ một động tác nào đi chăng nữa thì nó vẫn có một cách hít thở chung. Bạn đừng có lo. Dù bây giờ còn động tác nào lạ nữa không? Còn phụ nữ họ tập nhẹ là họ thở tùm lum thế này. Đúng rồi, ngay cả những cái trường phái fitness mà con trai tập thở tùm lum thì điều chỉnh nó không quan trọng. Vừa đẩy ra vừa thở luôn. Ví dụ như bình thường em đẩy ngực đúng không? Đẩy hít vô ở đây nè, hít vô yếm khí suốt rep luôn nè. Đây là bắt đầu rep nè, ha, nó yếm khí tới suốt rep luôn. Còn bây giờ đẩy nhẹ đúng không nè, vừa xuống vừa hít nè. Đó, rồi chả gì đúng chả gì sai cả. Nhẹ thì thoải mái vô tư, nhưng mà nặng thì phải biết hai chữ yếm khí mới tập nặng được. À, tiếp theo là một câu hỏi quen thuộc, anh Duy cũng đã phân tích một vài lần rồi. Là chị Hương đập giá... Chào chị Hương, đập gái và anh Duy đập trai. À, đập gái hả? Và phải dùng từ đập bạn mới chịu cơ. Rồi em thắc mắc là protein trong thực phẩm bổ sung người ta chế từ công thức hóa học hay sao ạ? Tức là không từ thịt cá. Nếu protein trong thực phẩm bổ sung được chiết xuất từ thịt cá, trứng sữa mà ra thì người ăn chay đâu dùng được phải không ạ? Đầu tiên á thì chắc chắn là phải chế biến từ tự nhiên nha bạn. Nó phải đi từ cái nguồn tự nhiên. Chứ còn nếu mà giờ Duy không biết là có một cái phương pháp nào mà tổng hợp những cái chất không tự nhiên mà nó ra được protein hay không thì cái đó Duy chưa biết. Mà Duy không dám nói luôn cái chuyện này, là nhiều khi thế giới khoa học có những cái điều thần bí mà Duy chưa khám phá tới. Nhưng mà chắc chắn các bạn đều là protein từ thực phẩm bổ sung nó chiết xuất hầu hết từ sữa. Hầu hết từ sữa. Từ khi nào beef protein thì nó chiết xuất từ bò. Còn estrogen thì từ trứng, nhưng mà còn mấy dòng quay với casein á thì nó phải là từ sữa. Rồi như vậy thì đặt vấn đề là người ăn chay có ăn được hay không thì cũng tùy cái trường phái ăn chay nữa. Ăn chay có muôn vàng trường phái bạn, chứ không phải là nhất thiết là ăn chay nào cũng không uống sữa được. Nó có cái đạo này ăn chay thì chỉ cần kiêng thịt, có đạo kia ăn chay là không được ăn động vật luôn. Đó. Nhưng mà cái người ăn chay mà cực đoan nhất á thì vẫn có plant protein. Plant protein tức là protein thực vật đó.
plant protein hay là soy protein hay là pea protein hay là rice protein đó, nó rất là nhiều loại protein đó, nhưng mà mình á thì không cần đến những cái loại như vậy nên không có, chứ bên Mỹ nó cũng có một số hãng sản xuất những cái loại như vậy để phục vụ cho người ăn chay. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 2833. Chào anh Duy, chị Hương, em nghe anh Duy nói trong sản phẩm Saizon có thành phần đường gluco để uống trong lúc tập tránh gây tụt đường huyết. Em là sinh viên không có điều kiện dùng thực phẩm bổ sung, em lại tập vào buổi sáng. Vậy trước khi tập em uống một cốc nước đường gluco trong mức hạn chế và ăn hai lát bánh mì gối có được không anh? Theo anh uống nước đường gluco hàng ngày có bị tiểu đường hay bệnh gì không? Vì em có nghe mọi người nói đường gluco tốt cho người ốm. Em cảm ơn anh. Cái việc đường gluco mà uống thì chị không biết cái nguồn gốc đường này đâu ra nha. Thì bạn phải xác định được rõ ràng cái nguồn gốc mà bạn tin tưởng đây là cái loại xịn, đây là cái loại tốt, cái loại không có không gọi là không có phay. Thì bạn uống với một cái liều dùng vừa phải hợp lý thì nó sẽ không gây tiểu đường. Còn nhiều khi mà đường đẻo đẻo thì bạn uống thì nó bị bệnh thì chuyện đó chị không biết, không kiểm soát được. Đó thì tốt nhất bạn dùng những cái loại đường gluco như vậy thì phải rõ ràng nguồn gốc, rõ ràng cái công dụng nó như thế nào. Dùng thẳng cái đường gluco cho người dân tập thể hình luôn đi. Cái thì đương nhiên những loại đường đó thì có rất là nhiều cơ quan kiểm chứng cho bạn rồi. Và nó đó. Có liều lượng cho người chơi thể hình luôn. Đó, còn cái vấn đề bạn dùng một thực phẩm đường gluco thì có thể là thị trường nó cũng có những loại đường gluco, nhưng mà chứ cũng chả biết đường gluco đó đường gluco gì cả, mà cá nhân chứ không có nhu cầu cần phải dùng. Không có nhu cầu cần phải dùng. Tại nếu mà tập buổi sáng á thì bạn đã xác định ăn bánh mì rồi. Là tức là nguồn protein hấp thu, xin lỗi, nguồn cáp chậm. Mà bây giờ bạn uống đường gluco thì nguồn cáp nhanh thì để làm cái gì? Một trong hai thứ thôi chứ đúng không? Đó. Còn những cái loại mà xài, nguyên tắc của Duy có thể khuyên bạn xài, xài cho tới. Không xài thì thôi, cứ cây nhà lá vườn mà tiến. Trái chuối nó đâu có mắt bạn. Đó. Trái chuối hay trái nho gì đó, mấy cái loại trái nó cũng không hẳn là đắt lắm. Ví dụ nho có thể là bạn nói nho Mỹ nó mắc đi, nhưng mà chuối thì dân quê, chuối già rất là rẻ, thậm chí nó rớt ngoài gì nó đụng ngoài vườn luôn chả ai thèm lấy đó. Thì bạn cứ cái chuối thẳng tiến trước tập là được rồi buổi sáng đó. Còn nếu mà xài đường gluco thì phải xài cho nó cẩn thận, nó rất là cẩn thận, nhất là đường này. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 2834. Chào anh Duy và chị Hương, lâu quá mới gặp lại hai anh chị, em có một thắc mắc về cách sử dụng sản phẩm Super Zone Gar của MetRx như sau. Theo em đọc trên nhãn hướng dẫn của sản phẩm thì nó ghi là sử dụng một ngày 4 viên và dùng chung với bữa ăn. Em đang phân vân là mình nên sử dụng chung với bữa sáng lúc mới ngủ dậy hay là sử dụng chung với post-workout sau tập. Bản thân em nghĩ rằng sau tập là thời điểm khớp bị tổn thương kinh khủng, vì thế bổ sung liền Super Zone Gar thì sẽ hợp lý hơn so với buổi sáng. Mong anh Duy cho em lời khuyên trong tình huống này. Có lẽ là bạn đang sở hữu một hộp Super Zone Gar ở nhà. Không cần thiết nha bạn, tức là bạn suy nghĩ như vậy nó không cần thiết. Thì 4 viên đó bạn trải đều trong ngày, đó là cách dùng tối ưu nhất, không tập trung vào bữa nào cả. Sáng viên, trưa viên, sau tập viên, tối viên. Bạn phải cần bổ sung xương khớp suốt cả ngày, nó phục hồi xương khớp suốt cả ngày, chứ không phải cứ nhất thiết là sau khi tập. Sau khi tập là nó phục hồi 24/24, chứ không phải là thời điểm là sau khi tập nó cần nha bạn. Nên bạn dùng lần 4 viên nó sẽ không tối ưu đâu. Câu hỏi tiếp theo 2835. Chào anh chị, hai thần tượng lớn trong em xin ghép phép đi vào câu hỏi luôn để tránh mất thời gian của anh chị. Theo em được biết, để mất 1 kg mỡ cần phải tiêu hao 9.000 calorie. Ví dụ như em cắt giảm calorie mỗi ngày 200 dựa trên TDE thì số đó đã bao gồm fat, carb, protein đúng không? Vậy để biết mình cần giảm đúng 200 calorie chỉ từ fat thì có bài toán nào không ạ? Đơn giản chứ có gì đâu bạn. Tức là bây giờ cái chuyện fat, bạn muốn giảm fat đi thì thứ nhất bạn phải ăn dưới TDE, chắc chắn nha. Chắc chắn ăn dưới TDE của mình thì fat nó mới làm việc. Và có thêm hai cái vấn đề mà mình cần phải quan tâm ở đây để gia tăng cái hiệu quả giảm fat. Thứ nhất là fat burner. Đó, bạn nào có thù với fat burner thì đó là chuyện của các bạn. Nhưng mà trách nhiệm của Duy vẫn phải nói. Đó, phải có fat burner để làm cái kích thích tố nó đẩy fat đi đốt. Nó đẩy fat đi đốt nhiều hơn. Đó. Mà để đẩy fat đi đốt được á thì con người ta phải vận động. Vận động á thì nó có hai hình thức vận động. Một là vận động tay chân. Hiếu động, vận động tay chân cơ bắp. Còn hai á là vận động cái hệ số trao đổi chất trong mình nó cao lên, tức là cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể mình nó phải cao. Đó thì hai cái hình thức vận động đó. Thì cái hình thức chuyển hóa chắc chắn là nó dùng mỡ.
Còn hình thức vận động cơ bắp thì nó hên xui. Vận động cường độ nhẹ trong thời gian lâu thì nó sẽ đốt mỡ. Còn vận động mạnh quá thì nó đốt khác. Đó, thì bạn muốn xác định đốt mỡ thì bạn không được vận động cơ bắp mà tập tạ quá lâu. Tức là bạn tập tạ mà tập nặng mà bạn tập 2 tiếng 3 tiếng là không tối ưu, không tối ưu trong quá trình đốt mỡ. Nó sẽ đốt mỡ và nó đốt luôn cơ. Cái chuyện đó là chuyện chắc chắn. Có thể là cơ nó đốt, nó không bằng cái cơ sinh ra nhưng mà nó có đốt. Đó, nhiều khi các bạn nghĩ là ủa nó đốt cơ tại sao em tăng cơ? Không phải là nó đốt cơ là em cơ em nhỏ lại. Thì khi em tập thể hình cơ nó sẽ phát triển hệ số A. Nhưng mà nó đốt chưa tới hệ số A đó thì cơ em vẫn còn phải tăng chút. Đó. Do đó thì để đảm bảo được quá trình đốt mỡ thì em phải chú ý mình tập tành cho nó hợp lý. Thứ nhất, nếu mà tập tạ thì không quá 45 phút nha. Không quá 45 phút. Rồi nếu mà có cardio á thì cũng phải cardio vừa vừa thôi. Đừng có cardio nhiều quá. Nếu mà cardio nhẹ mà thì đương nhiên vấn đề cardio nên nằm mạnh hay lên nhẹ này. Đó, nhẹ thì nó sẽ đốt mỡ. Nhưng mà nó đốt được trong lúc tập thôi, nó không đốt được cái lúc nghỉ. Mà nó rất là mất thời gian ở phòng gym. Còn nếu mà cardio cường độ cao, thời gian ngắn thì nó chưa chuyển qua nó đốt cơ, tức là trong quá trình tập nó đốt calo thôi, nó đốt đường trong máu, trong miết này nọ thôi. Nó đốt mỡ luôn chứ nó chưa chuyển qua nó đốt cơ thì mình ngừng lại để cho cơ không đốt. Nhưng mà cái hiệu quả của cardio đó nó sẽ đốt 24 giờ sau thì nó chuyển qua cái hệ số cái chuyển hóa trao đổi chất trong cơ thể đó. Đó thì mình nói tóm lại muốn đốt mỡ á thì cần phải bằng mọi cách làm tăng cái BMA của mình lên. Làm tăng cái BMA của mình lên là một, và cái thứ hai nữa là tập luyện cho nó khoa học. Đó. Còn cái chuyện mà đầu tiên em nói là 1 kg mỡ mà đốt tới 9.000 calo thì cái này là con số để tính. Còn thực tế thì nó rơi vào khoảng 7.700 thôi, nó không tới 9.000. Tại vì đơn giản ở trong mỡ, trong 1 kg mỡ không phải nó toàn là mỡ không. Nó còn có những cái thành phần khác. Mỡ nó chiếm khoảng 80%+ thôi. Câu hỏi 2836 chào anh Duy và chị Hương. Anh Duy cho em hỏi trường hợp của em trai em như sau. Nó uống thực phẩm bổ sung gồm C4, Lean Body, Casein. Tính cả lượng nước uống trong ngày thì cũng phải 3-4 lít nước một ngày. Với người bình thường thì có lẽ như thế là không vấn đề gì. Nhưng khổ nỗi cu cậu hình như có vấn đề về thận. Em và nó có đi tập lúc 5 giờ chiều, trước đấy cùng uống C4. Trong tập 500ml nước lọc, sau tập hai anh em uống Lean và cuối ngày lúc 11 giờ thì uống Casein. Nhưng trong khoảng thời gian sau khi uống Lean, nó phải đi tiểu đến chục lần. Vậy có nên giảm việc uống thực phẩm bổ sung lại hay không? Bạn cậu trai này thì uống có 4 lít nước rồi. Mà đi tiểu tới chục lần. Khó tin ta. Khó tin. Không, đi tiểu chục lần này chưa chắc đi nhiều, có khi đi rón rén, rón rén. Thì cái đó mới kẹt. Đó, cái đó mới kẹt. Cái đó là có thể là bị cái gì đó. Cái đó đi khám bệnh đi bạn. À, cái vụ mà đi tiểu mà nó không đi nhiều mà đi lần chút á là đi khám bệnh. Đó. Nó phải đi khám bệnh đó bạn. Còn nếu mà bình thường là bạn đi tiểu bạn quất một phát một là nó hết lóc luôn. Bình nếu mà bạn em trai của bạn mà không có vấn đề gì á thì đi là đi rất là nhiều. Đúng rồi, đi rất là thoải mái, đi bình thường đi các bạn. Nhiều, đi nhẹ nhàng mà nước tiểu rất là trong, rất là đẹp. Còn nếu mà đi kiểu mà đi hàng chục lần như vậy, nước ở đâu ra mà lắm thế mà đi chục lần thì chỉ có đi rón rén. Còn bây giờ Duy chia sẻ với bạn, Duy uống nước rất là nhiều. Bạn nào cũng biết rồi. Trong lúc tập á thì cái tần số đi toilet của Duy, ví dụ như trong buổi tập em chừng 45 phút đi. Duy đi bèo bèo là cũng phải 4-5 lần. Nhưng mà lần nào là sướng lần đó. Lần nào nó đã lần đó. Sao mỗi lần anh đi tiểu anh khỏi cần vặn luôn, người ta cũng không biết là có người đi tiểu rồi. Đó. Lần nào là cái gọi là mình đôi khi mình tự hào về cái hệ số trao đổi nước trong người của mình. Còn sau buổi tập á thì anh đương nhiên cũng uống nhiều nước mà. Sau lúc tập anh đi cũng với một cái tần số cao như vậy hoặc là hơn. Nhưng mà đi tức là một lần là đi nhiều. Nói chung một lần á thì bèo bèo cũng phải cỡ vậy. Cũng phải cỡ vậy. Đó. Rồi. Và chắc chắn với tụi em là thận anh không có vấn đề gì cả. Thận anh rất là tốt. Các cơ quan nội tạng của anh rất tốt. Ngày xưa anh có tiền sử bị gan, tức là gan không được men đâu. Nhưng mà giờ nó men lắm rồi. Đó nên cái chuyện mà đi tiểu nhiều hay đi tiểu ít á thì nó cũng Duy không nghĩ là vấn đề thận là đi tiểu nhiều. Để có rất là nhiều người đùa với Duy là ông này bị thận rồi.
thì thôi mình gì người ta cười với mình thì mình cũng cười lại thôi đó, chứ có chuyện người ta nói kệ người ta đúng không. có bị hay không thì bác sĩ với mình biết, chứ người ta là người ngoài cuộc sao ta biết được. Còn bạn cảm thấy là em trai của bạn đi tiểu mà không được men á, tức là đi mà kiểu mà nho rón rén như Thương nói vậy đó, thì cái đó là vấn đề là bệnh nên là bệnh lý như thế nào thì đi khám mới biết chính xác được. Cái đó là thuộc về bệnh lý về sinh lý về tiết niệu rồi đó. Còn nếu mà đi lần nào nghe rò lần đó là thôi vô tư. Là bạn biết là em trai bạn là khỏe mạnh. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 2837. Xin chào anh Duy và tất cả mọi người. Ở phòng tập thì không có máy butterfly. Vậy theo anh Duy thì có thể thay bài đó bằng cách tập bài cable fly mà người song song với sàn để tác động tới ngực ngang được không? Em còn có một câu hỏi là theo anh Duy thì trong buổi tập show mình nên tập bài V3 pull down trước hay là bài lat pull down trước? Em hỏi câu đầu tiên là bài cable crossover, nếu mà tập ngực ngang phải đứng về ép chứ bạn em. Chứ em nói em người không song sàn là sao? Bài đó là đứng ép chứ sao mà nằm ép được. Nằm ép là dumbbell fly nha. Còn nếu muốn tác động ngực ngang thì dày. Còn muốn tác động ngực trên thì ép xuống. Còn không thì chơi bài dumbbell fly, thì đó là những bài thay thế cái bài butterfly. Còn cái chuyện mà bạn hỏi cái ý thứ hai là cái gì anh quên mất tiêu rồi ta? V3 với lại là... đương nhiên rồi. Quan điểm của anh là tập V3 trước. Tại vì V3 nó cho phép bằng tập nặng hơn. Nó V3 bằng ăn vô cái phần lưng phía dưới. Bằng tập làm sao để bằng focus cho phần lưng phía dưới đây nè. Đó. Còn cái bài lat pull down á là cái bài đó thì anh tập sau. Đôi khi anh bỏ luôn cũng được. Bài đó đúng là cái sức nặng của tạ nó không thể bằng bài V3 được. Tại V3 là cái tay cầm gần. Cái tay cầm gần bao giờ nó cũng khỏe hơn cái tay cầm xa hết. Tay cầm mãi từ trên kéo xuống đó. Thì đó là khỏe. Cái quan điểm của anh. Anh chia sẻ với em như vậy. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 2838. Xin chào anh Duy và chị Hương. Trước hết em xin cảm ơn anh chị đã trả lời câu hỏi của em tại hỏi đáp thể hình số 242. Về câu hỏi em chỉ có thể tập 3 buổi mỗi tuần có hiệu quả không? Và em muốn hỏi thêm là em phải tập gộp nhiều nhóm cơ trong mỗi buổi hơn như vậy nên thời gian mỗi buổi tập của em có thể kéo dài 1 tiếng rưỡi. Với thời gian tập như vậy chưa kể cardio thì có phải là dài quá không ạ? Nếu có thì anh chị cho em hỏi những bài tập nào của từng nhóm cơ là quan trọng và ít quan trọng để em có thể giảm bớt. Em xin chia sẻ thêm là hiện tại em tập được hơn 6 tháng. Em rất thích giáo án lean body tăng cơ giảm mỡ, nhưng mà khối lượng tạ em chỉ tập bằng 1/3 của anh Duy. Em không biết là em có thể theo được không? Em là sinh viên nên em không có điều kiện để dùng thực phẩm bổ sung. Mong anh chia sẻ giúp em. Và nếu em cố gắng mua một loại thực phẩm bổ sung thì nên chọn loại nào? Em xin cảm ơn anh chị đã tận tình giúp đỡ em trong những số hỏi đáp trước đây và cả lần này. Đầu tiên thì cái vấn đề của bạn này là thời gian giờ eo hẹp quá. Tập buổi kéo dài ra 1 tiếng rưỡi thì có sao không, thêm cardio nữa. Thì đương nhiên là với một cái thời gian tập dài như vậy thì không được khuyến nghị cho lắm. Không được khuyến nghị cho lắm nha. Thì nhưng mà vấn đề là vấn đề thời gian. Thôi bạn cố gắng thu xếp chừng tối đa là 1 tiếng rưỡi thôi. Tập 1 tiếng cardio nửa tiếng là ghiền lắm rồi đó. Đừng có ghiền hơn nữa thì nó mất thời gian của mình thôi. Lúc đó cơ bắp của bạn nó mất độ tập trung rồi, bạn không còn đủ cái sự hưng phấn đâu. Và nhất là ở đây là bạn tập chay nữa. Bạn không có supplement, tức là bạn không có rì quật cao. Không có rì quật cao thì cái độ phục hồi của bạn nó hơi không được như những người có. Thôi gì không dám nói độ phục hồi kém, mà chỉ nói là độ phục hồi nó không được như những người có. Và đằng sau cái bữa tập của bạn là không có boss quật cao siêu nhanh nữa. Đó nên cái việc cơ bắp nó có thể nó bị dị hóa đi một thời gian. Rồi còn vấn đề tập lean body, cái gì bài tập nào quan trọng, bài tập nào không quan trọng thì nó nhiều quá không có nào kể đây được nha. Thì em coi cái giáo án lean body nâng cao đó, thì những cái bài tập nào quan trọng anh tập hết rồi đó. Những bài tập nào đầu tiên là quan trọng nhất, còn những bài tập ở phía sau có thể là bỏ, những bài đó nó không quan trọng bằng đó. Thì anh chỉ có thể trả lời như vậy thôi. Còn ở trong trường hợp của em bây giờ tư vấn một loại phẩm bổ sung thì anh cũng đi nước đôi lăn tăn giữa whey protein và free workout. Thì thật ra nào cũng cần hết. Nhất là trong hoàn cảnh của em để lâu quá mà nó không có phục hồi á, thì nó cũng kẹt cái vấn đề dị hóa sau tập đó. Mà nếu mà nó không có cái free workout á, thì nó cũng kẹt ở một chỗ, buổi tập nó dài quá. Đó thì thôi, hai vấn đề đó em thích làm sàn xài đó thì chứ anh 50-50. Câu hỏi của bạn cũng đã khép lại trên một hỏi đáp số 253. Dương Nguyễn và Thu Hương chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương một hỏi đáp số tiếp theo.
Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.